Chào mừng các bạn đến với DTS Esport TV để xem hôm nay chúng ta có gì nào. Sứ giả sẽ đi một đường rất là dài và sẽ bị hạ gục ở khoảng giữa hai đội thứ nhất cùng đường giữa mà thôi. Không có tác dụng gì tính sứ giả này cả. Đúng là lý do Imoto không ăn, chắc là biết có tiết kiệm với sử dụng thôi thì cho đại đúng không? Không có tác dụng gì cả. Rồi. Con rồng nước đang là nơi tập trung. À không. Ok, sứ giả đến trụ hàng đó phương. Lát cáp dùng chiêu cuối đẩy sứ giả luôn á. Được. Ôi, SPC. À, họ bị ép ra khỏi trụ. Ôi, mới nói có thiệt, chuyện này có thiệt anh em ơi. Chỉ được lính mình và đồng đội mình thôi. Đây là con quái quái rừng. Từ quái rừng. Ôi, nhưng mà nó cũng đẩy được cái. Cũng được. Team's turret has been destroyed. Thank you.
destroyed.